Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Con xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già. Dầm bồn dầu dài nắng mưa, cha mẹ tao từng một đời. Con không đêm cha buồn với nhiều thương nhớ, mẹ đã xa rồi, cha là xưa mẹ đời con. Cha về dối mẹ thòn xa. Chúc mừng con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử câu tặng thầy đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử câu đi. Thuở con nằm nói con đã nghe lời ru đắng nước. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khốn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động và cô nhận thấy ở giọng hát của con có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ con cái gì con cứ nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha con. Cái gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha niệm lắm, con sẽ về sớm chơi cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô á, là bố cô mất rồi chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó cũng là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... Chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Quá vui, từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tố My ơi, cô Tố My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mẹ. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trưa. Oh my God, hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường, sao xa bầy cung thương cũng quà điêu, em xa người đàn lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tố My. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Rồi mình đi xuống ha. Đã có được một thành viên mới. Và đó chính là tấm tài. Đẹp, cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chả rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều, hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke, chả đẩy cái dàn múa ra đó cho nó. Con trai tôi hát vậy nè, đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa đi phải. Chị biết không chị, từ đầu đến đuôi thằng bé đứng cứ nhúng qua nhúng lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa về đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhúng nè. Nó quăng lại rồi đó, đúng đúng rồi. Cái biết sao đến cuối cùng thấy nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Nó đổi đội hình, nó đổi đội hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì lắm. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á, niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con mệt con ơi, trời ơi, chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhúng vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy á, nó rất tập trung. Thấy mấy cô chú vũ công á, lên khiều khiều diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó rồi. Thấy cưng quá hả? À. Dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó. Bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói 2, 3 xin mời cô Trang. Copy paste như trên luôn đó. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho thính tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô vô đi, vô. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen xuống là giải trí. Thí sinh tiếp theo sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu và có tiếng giọng ngọt ngào. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Mẹ Thương. Xin mời các thầy cô và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Đời lối mòn xưa thôi nào mẹ đưa Và đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe, bắt mic và dày nữa, độ vang rất là tốt, cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ, từ cái vấn đề là rung những cái chữ á, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em có hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không thì em trữ tình là nhiều, nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên là dân ca. Vậy bây giờ nói có sách mách có chứng, Tố My hát một câu dân ca nè đến làm lại thầy Quốc Đại các con nè. Con mão đỏ đúng không? Cô sẽ hát một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bánh Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiên, da bầu vàng phù sa. Mặt đó con ơi, nước biển. Con đang mặc áo đỏ, con phải về với cô nha. Áo màu xanh nước biển luôn kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô Mến bật mí nè, cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Nào My hãy tặng quà cho đây con nào, nhanh lên. Lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Từ từ bình tĩnh đi con. Tại vì cô Phạm Lịch khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời ơi, sao chuyên nghiệp quá vậy? Chuyên nghiệp quá vậy. Quá chuyên nghiệp luôn. Còn là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra. 9 trên 10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về đội của cô. Con ơi. Đây, con hồi nãy cô Mến nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng. Thì đúng rồi, bây giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ, phù hợp với con đúng không? Dạ, dạ thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô Tố My với lại cô Huỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi cho con về đội của thầy. Tới mức đó mà họ vẫn cho mình lên đón luôn. Đứng đây đi cô Mến với lại cô My là bây giờ con có rất là nhiều quà. Trời ơi, không biết là con thích quà gì vậy? Nè, con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên nữa trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây, hai cô. Đây, con có thích cái chú. Hai cô tặng quà xong để con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi, lấy Đại đi. Mà lên tranh thủ tình cảm lâu quá vậy. Ủa sao lên đây rồi? Rồi thôi đừng lên, người ta có tao lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là đừng nói nữa, đừng nói nữa, để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được. Vậy là con hơi hết cũng được. Cấm tôi nói mà cho ông bển nói vậy. Thôi đi nè. Giờ hai bên luôn bây giờ mình. Chừng nó không có giá trị nó. Bây giờ mình không nói luôn. Bây giờ con rất khó dụ quá. Rồi bình tĩnh. Rồi con chọn quà đi. Con thích quà không? Hay là con nói là con không thích quà luôn? Con về với đội nào con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ con về với đội nào con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con ơi. Cứ lấy đi. Con cứ thoải mái thôi. Ê, cô Mến nha. Rõ ràng cô Mến đưa tay thầy nó. Cô Mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích, nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi, nên con xin chọn đội đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. Anh vai Thanh Kiều. Nó tiếc quá à. Ôm cái đi, lấy hên đi, ôm cái lấy hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà. Thôi nhưng mà đã nói rồi, con cưới về rồi mà, đúng không? Cô cũng tặng cho con hết nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tiếc. Dễ thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúc mừng Phương Nhi đã về với đội thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Ngô Gia Hôi. Con tên là Nguyễn Nhất Phương. Năm nay, chúng con được 10 tuổi và đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây chúng con xin biểu diễn tiết mục nhảy hiện đại. Xin mời thầy cô và quý vị cùng đón xem. What you gonna do with that dessert? Và đó chính là Gia Huy và Nhất Phương. Hai đứa con đã nhảy một bài nhảy quá là đẹp, quá là ấn tượng và đầy năng lượng. Cho nên là sự lựa chọn đã thuộc về lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Chúc mừng các con. Vậy thì phải cho các con biết được lý do là vì sao thầy cô chọn các con nha. Xin mời. Hai con bước ra là thầy đã chịu rồi. Về phong cách rồi cách giới thiệu và... quan trọng mà khi mà hai con biểu diễn thì thầy Đại thấy là cái sự sáng sân khấu cũng như là cái thần của các con thì thầy Đại rất là thích. Nên có là hỏi là cô Lịch ơi được không? Thì cô Lịch nói để cô Lịch kiểm tra xíu nữa. Bây giờ tới cô Lịch nói nè. Chúc mừng bọn con đã có được một phần thi rất là tốt. Thực sự là khi mà cô chọn hai đứa con ấy, cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tại vì nó có sự hơi chênh một chút ở giữa hai người. Còn khi mà cô đã bấm này chắc chắn là bọn con về đội cô mà cô Mến đâu có chọn đâu, đúng không? Vâng, chắc chắn mình đâu cần phải danh dật, đâu cần phải nói nhiều. Mình giải quyết những cái vấn đề mà nó thiếu sót ở đằng sau hậu trường. Yeah. Nhưng mà chú Minh Dù lại thấy hơi lo lắng thiếu cho hai tụi con. Hai tụi con là nhảy đôi, một nam một nữ đúng không? Nhưng phía dưới có mình cô Phạm Lịch nhảy được rồi. Còn chú Quốc Đại thì nhiều khi nhảy đôi thì lấy chú Quốc Đại ra minh chứng thì cũng không có được hiệu quả lắm. Trời ơi, đằng sau Phạm Lịch là còn nhiều người lắm. Nếu như mà chú thể hiện được thì chú có thể nhảy một đoạn được không ạ? Để cho mọi người tin tưởng hơn về khả năng nhảy múa của chú được không chú? Nhạc lên. Đó. Vỗ tay nào. Sao con? Rồi, rồi chú Đại nhảy vậy là hết rồi đó. Rồi, anh Minh Phụ nhảy liền. Chú Đại nhảy theo, chú Đại nhảy theo. Đó, ừ. Anh Đại thấy gì chưa? Tại anh nhảy mà em bấm đó. Hả? Anh Đại nhảy mà em bấm đó. Vậy anh về đội em hả? Nãy giờ em có nói em không chọn đâu quý vị. Không bấm trễ rồi. Chúc mừng chú Đại của con. Chúc mừng. Một tràng vỗ tay. Cho hỏi cuối cùng đội của cô Tố My và cô Huỳnh Mến có lựa chọn hay không ạ? Có mà. Lựa chọn. Chúc mừng. Nãy giờ là cô nói rồi nha. Cô nói rồi nha. Mình không được thất hứa với nhau ha. Rồi bây giờ là cô Phạm Lịch phải về dưới. Bây giờ các con bình tĩnh nha. Các con phải lắng nghe ý kiến và quan điểm của cô Huỳnh Mến và cô Tố My. Xin mời. Cô bị hai tụi con hút bởi cái thần thái khi mà mình bước ra. Ôi hai người này. Trời ơi. Nào chúng ta cùng thân tình. Ok. Tụi con là bạn bè hay là anh em nhỉ? Dạ bạn bè. Dạ Huy với Phương, hai bạn học khác trường luôn. Nhưng là bạn với nhau và có chung đam mê. Con là thuộc về cái team nhan sắc như là cô Tố My đó. Còn bạn con á là con biết không? Bạn Phương này là nhảy rất là cá tính, là thuộc về team của cô Mến nè. Đó cho nên hai người chúng ta phải kết hợp với hai người ở đây, con hiểu không? Mặc dù là bây giờ cái bài nhảy cô nói con nghe nè, về cô sẽ làm cho nó đủ, nó đầy, con hiểu không? Về là cô sẽ làm cho nó có điểm nhấn nhất định luôn. Và dạ, hai đứa con lại có lợi thế hơn là một bạn nào đó nữa. Nói chung là quê Đà Nẵng nè, đồng hương Đà Nẵng nè. Quê Đà Nẵng, Đà Nẵng. À cùng quê đúng không? Đà Nẵng luôn, trời ơi. Nghe giọng nói hai con là cô đã kết rồi. Cho nên là mà không chịu bấm, đợi người ta bấm mà mới nói chuyện. Con biết tại sao cô Mến không bấm không? Tại cô Mến tâm tư quá trời, làm sao để hả? Hai bạn này mà vô trong là phải bét hơn, là phải tốt hơn, là phải hơn thế này nữa. Mình suy nghĩ, mình tâm tư trước như vậy luôn, cho nên là mình bấm trễ chứ không phải là không bấm, con hiểu không? Cái đó là không có tâm dành, hiểu không? Còn nếu mà dành là mình phải bấm trước đi rồi mình tính sau. Lời nói dối ngọt ngào mà thôi. Thời gian dành thí sinh đã hết. Xin mời hai đội về chỗ. Chưa. Anh chưa chịu hồi nãy anh nhảy quá tại trời rồi gì nữa bằng, thì bởi vậy hồi nãy anh nhảy quá trời rồi. Em biết tại sao anh chưa chịu rồi, tại vì người ta nhảy rất là đẹp. Là nhảy rồi, anh với Phạm Lịch là anh muốn chứng tỏ chiêu dụ về là anh cũng phải nhảy sao cho được. Thì bây giờ Mến với lại My là muốn giành được thì My cũng phải nhảy. My không sao cả My à. Âm nhạc nổi lên cái mình nhảy đúng không? Em nhảy chứ không có múa nha. Bây giờ em phải nhảy bất chấp đi. Em cũng làm. Nếu mà cô Tố My không chịu nhảy á là không có thành tâm dành. Thôi bây giờ thầy cô nghe em nói là bớt lời đi, mình đi xuống dưới đợi. Đúng rồi, chính xác. Xin mời thầy cô về dưới đi. Cô về dưới luôn. Cô đứng đây chi nữa. Rồi hai đứa vô vị trí con. Thầy cô hơi bị rối tí xíu bởi vì tụi con quá là tài năng. Tụi con hút hai lớp luôn. Thế bây giờ là quyền quyết định thuộc về tụi con. Tụi con có muốn là cô tặng quà nữa hả? Không có, lên gửi cho hai tụi con. Hai tụi con dễ thương quá à. Và hai bạn này đi xa nữa, từ ở Đà Nẵng vào đây thi nữa, cho nên là cô tặng quà vậy thôi chứ cô không có ý gì đâu. Rồi, không phải hối lỗi đâu. Cảm ơn cô nhiều. Giây phút hồi hộp đã tới. Xin mời đội của con quyết định lựa chọn về lớp của thầy cô nào. Dạ, con cảm ơn 4 cô thầy đã chọn tụi con. Và tụi con lại có quyết định riêng của mình là sẽ chọn về đội của cô Huỳnh Mến và cô. Trời ơi, chúc mừng đội Huỳnh Mến và cô Mỹ. Quá đáng. Bây giờ cô mới nhảy nè. Đó, bây giờ mới nhảy nè, đó. Ăn mừng. Một tràng hô tay chúc mừng cho hai tụi con đã có sự chọn lựa riêng của bản thân mình. Chúc mừng cho đội của Tố My và Huỳnh Mến. Bà Vy ơi, bà Vy, bà Vy ơi, có ai thấy bà Vy Việt Kiều mới về không? Chỉ giùm ơi bà Vy ơi. Ơi ông Giang đi đâu hả? Ông Quốc hả? Bà Vy bữa nay bà nói bà về nước, hẹn ra đây nè. Ủa, hẹn ông luôn hả? Ừ, bà hẹn tôi luôn nè, làm tôi vớn nguyên bộ đồ vía ra rước bà. Ủa, nói làm vậy bà đâu? Tôi ở đây nè. Vy ơi. Ê ông Vàng, ông Vàng. Cái tiếng văng vẳng hồi nãy á, nghe giống giọng bà Vy lắm à nghe. Thì giọng tôi với giọng Mai. Ủa gì kỳ vậy? Thấy cái audio không mà còn cái video đâu? Làm ơn cho tôi coi cái video đi bà Vy ơi. Thì tôi đằng sau cái vali nè. Trời ơi đây nè. Đi ra vòng ra đằng sau cái vali là đặng kiếm bả đi chứ. Ủa bà Vy ơi, bà nói bà ở đằng sau cái vali mà sao tụi tôi tím hoài không có thấy vậy bà Vy? Ở đây ai cũng thấy, chỉ có hai ông già cả rồi, mắt mũi tèm nhem nên mới không thấy tôi thôi. Tôi là đằng sau lưng hai ông nè. Sao? Ôi trời ơi. Ông Quốc, ông Quốc. Ê, ở đâu ra con bé có chút xíu mà cái đầu nó trắng hiếu vậy? Mà cái giọng nó già khăn nữa chứ. Cái kiểu này là chọc ông già nè. Để tôi cái nhà ai đây nè. Nè cháu ơi, là con nít không được chọc ông bà già nghe không? Vậy là bị quýnh đòn nghe chưa? Có giỏi thì đánh đi. Trời, bà Vy sao bà đi có mấy chục năm mà về bà còn chút ép vậy? Cái lúc mà bà đi qua bển đó nha, là bà cao y như là Đoan Trang vậy. Sao bây giờ teo còn chút xíu vậy? Hey, tôi qua bên bển cắm cúi làm neo nên tôi teo còn chút xíu cỡ dị Hương á. Ôi trời ơi, bà đó là cỡ chừng con gái của Việt Hương thôi. Con gái Việt Hương lùn lắm hả? Lùn lắm. Ừ, chắc giống mẹ. Ôi trời ơi, trời ơi, chắc bà đó nha bà Vy. Thôi kệ, già rồi, cao thấp không quan trọng, quan trọng là thần thái. Hôm nay được về quê hương tôi thấy vui quá, tự nhiên thấy ngứa miệng muốn hát một bài gửi lời chào Việt Nam. Hai ông thấy sao? Ê, cái vụ này được nè, bà hát đi, tôi đàn cho bà hát. Tôi có đem theo cây sáo, tôi thổi cho bà hát. Cây đàn ở đây, cây sáo ở đó, rồi âm thanh đâu mà bà hát cho người Việt Nam nghe. Âm thanh ở trong cái vali á, hai ông mở giúp tôi đi. Ê, âm thanh hả? Ô trời ơi, cái đàn, trời ơi cái đàn. Rồi cả tấm mơ sẽ nó mê thông chứ, em chẳng phải sẽ là hôn đó sẽ. Cả rồi bỏ tới đẹp bình, cả rồi xin em. Rồi cả tấm mơ lên khi this mía cama để dễ thương nó dễ tiếc xin em thôi cái điều gì mà chỉ là game anh phim ta không bao lâu để dần đi khắp đi cùng cô lên anh ru chỉ cần là ba anh ru đi buồn rồi anh muốn nào anh ru chỉ cần là ba thì đi buồn rồi bên nào. Tell me all about this name that difficult to say. It was given me the day I was born. What you know about the story? Top in pineapple. My eyes they mock me. Now what's there to say? All I know is you. This on the sides of war. A film by Coppola. The handicap. Phan ơi, hồi nãy bà nói bà hát một bài hát gửi lời chào Việt Nam, mà bà hát tiếng Tây, tiếng U không, sao người Việt Nam hiểu? Muốn tiếng Việt có tiếng Việt. Vô. Và đó chính là Minh Vy. Con ơi, trời ơi, cho cô ôm con một cái. Ủa Vàng bữa nay không té nữa hả Vàng? Dạ không phải, bữa nay em là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhạc lên nửa tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu đàn. Trời đất ơi. Chờ chị với anh Nghĩa nó thế nào không dắt vali té lộn cổ nè nha. 1, 2, 3 té rồi. Sao té được? Nó cười quá. Đi vô đi em. Không, dạ em chào mọi người. Dạ em chào mọi người, em vô. Đó, đó. Tôi nói mà. Rất là dễ thương. Phải có té mới là Dương Thanh Vàng. Xin được mời cảm xúc của ban giám khảo. Cô Việt Hương với chú Đại Nghĩa không có nói gì chứ, trời. Ngồi im nghe cô Trang nói thôi đó. Chấn động rồi. Con của cô ở nhà nó nói mấy câu của mình cũng chết luôn rồi. Con này con ta. Trời ơi. Ủa nó nghe nè, bộ nhà bà mẹ dành nói hết sao con không nói được gì hết trơn trọi vậy? Không, ý là con người ta đứng trước sân khấu như vậy, diễn kịch rồi bày đặt hát, rồi bày đặt xỉa xói tôi, đúng không? Tôi chỉ nhỏ con, tôi là người mẫu size nhỏ, hiểu không? Đó, vỗ tay đi. Mai mốt á là chị Bung Miến là Khắc Hưng phải chụp. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tự quy định luôn. Ép buộc khán giả tội nghiệp người ta qua Trang ơi. Cái tiết mục của con ai lựa hai cái áo dài mà đẹp dữ vậy, rất là nhập vai luôn, khòm khòm rồi rung, tay rung tay. Mà diễn hài tỉnh, và đối với cô cái hài này nó rất là độc đáo, hài nó tỉnh đó Trang. Nó tỉnh bơ à, con không có cần nói cái gì ồn ào hết á, con chỉ trả lời những cái câu rất là ngắn gọn nhưng mà rất là chất. Rồi qua tới phần hát nữa, con hát tiếng Pháp, hát qua cái phần tiếng Việt á thì có các cô mặc áo dài trắng ra rồi cùng với cái nón lá, rồi cái che con lại, cái con cũng xuất hiện. Cô thấy nó rất là đẹp, làm cho tiết mục của con rất là giải trí nè. Nhỏ xíu à, nhưng mà khi các cô bưng con lên á, cái nón lá xéo rớt đúng không? Cái chụp lại liền. Đó, nhiều đó là đủ tố chất nghệ sĩ đầy trong người rồi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Những cái khả năng của bé em nhìn được thì quả thật là không sai. Và em nghĩ ra cái idea nhưng mà em không có viết được kịch bản, nên là nhờ chú Phúc là viết kịch bản rồi dàn dựng cho bé. Hôm nay bé làm em ngạc nhiên, em bất ngờ đến mức độ mà hát xong rồi em phải chạy ra em ôm, em sung sướng quá không biết nói gì. Ngày hôm nay con hát xong bài này con thấy làm sao? Con thấy rất là vui. Gì nữa không? Dạ hết rồi. Ngày hôm nay con muốn tặng bài hát này cho ai không? cho tất cả mọi người. Đó, ăn điểm chỗ đó. Nãy chê tôi quá trời, chê qua con gái tôi luôn mà. Cái đó là có ai chỉ con hả hay là con nói? Thầy Phúc viết kịch bản luôn. Dạ thầy Phúc hả nha chị Hương. Chị Hương ơi, lỗi của thầy Phúc. Thì bây giờ chị mới biết là ai là người không ưa chị rồi đúng không? À giờ chị mới biết thằng Phúc chắc là nó còn làm nghề lâu hả em? Thì chắc còn được mùa này nữa thôi chị à. Đó chị cũng chờ nha Phúc nha. Dạ con, không sao đâu con. Cái đó là thầy con mà đúng không con? Con thì sẽ đi tiếp và thầy con thì sẽ dừng lại đó. Dạ một trảo tay cho ban giám khảo của tụi em. Dạ chúc mừng con, ngày hôm nay tiết mục quá là dễ thương. Và hãy chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sắp dẫn như thế nào quý vị nha. Xin mời. Mà mét giống, mũ giống, mà miệng giống là đầu giống luôn. Đầu giống luôn. Rồi xin mời thầy cô cho nhận xét và ý kiến, bởi vì các con ơi, các con nhận được 2 sự lựa chọn luôn. Chúc mừng. Trời ơi, cô thích 2 con lắm luôn á. 2 con có biết là bộ môn đầu tiên mà cô đi nhảy đó chính là belly dance. Nên là khi mà thấy tụi con ra cô thích lắm, và bỗng dưng cô được trở về cái giai đoạn đầu tiên của cô. Và cô cảm thấy rất là xúc động vì điều đấy, và cô hy vọng là cô sẽ giành được 2 con về đội. Thế muốn giành lên đây nhảy belly dance nè. Lên đây. Phải thị phạm cho người ta biết về ký ức tuổi thơ tràn về chứ. Không phải, tại vì... Ủa, anh Đại, ý mình có bụng là mình muốn lên này lên hả? Anh Đại cũng nhảy đâu. Ý anh Đại là anh Đại múa luôn. Đó. Con ơi, bây giờ con về đội của thầy Đại với lại cô Phạm Lịch đi. Biết sao không, 2 đứa con về á, thầy Đại đi học ké luôn, thầy Đại cũng có cái bụng nè. Đó, thầy Đại cũng sẽ tập ké múa bụng với con luôn nha, năn nỉ nha. Hai con, đây con, tụi con có thấy 2 cái gì không? 2 hộp bút chì màu giống nhau rất xinh xắn. Con ơi, còn cô có cái túi Doraemon thần kỳ. Tụi con cũng đang rất là giống nhau nè, mắt giống, mũi giống rồi. Rồi miệng giống đúng không? Rồi đồ giống đúng không? Nhưng mà hồi nãy á, mình nhảy đẹp quá trời luôn, nhưng mà mình chưa có giống nhau. Hay là về đợi cô Mến đi, cô Mến làm bài 2 đứa nhảy giống nhau nè. Đây con ơi, con nè. Không được đâu. Con thích cái nào? Trời ơi, kết rồi. Trời ơi, cô Tố My tặng nữa hả? Con ơi, không sao con. Qua thì mình cứ nhận mà về là cứ về với thầy Đại. Còn cái này không? Minion nè. Đó, hai con là 2 con giống nhau. Để con lấy cái này đi. Đó, đúng. Này chương trình thử tài siêu nhí chứ đi ra chợ rồi nào vậy. Giống nhau luôn, đẹp luôn nè. 2 con ơi, bạn thân của thầy Đại mở nguyên cái tiệm đồ chơi luôn á. Đó, đúng rồi, nguyên một cái tiệm đồ chơi rất là to. Con về đó. Con về thử đi, con không có một món nào. Bây giờ xin mời 2 lớp học chúng ta đứng ngang hàng thẳng thắn. Để làm cái gì? Phần tặng quà tới đây kết thúc. Các con ơi, bây giờ các con giỏi quá. Các con dễ thương quá. Bây giờ các con có quyền nè. Các con sẽ chấm điểm. Đó, thầy cô sẽ nhảy belly dance cho tụi con chấm. Tụi con thích thầy cô nào thì tụi con về đội đó, được không? Thầy Đại thắng là cái chắc. Ba người đầy phụng bụng phẳng lì. Làm gì có bụng như thầy Đại. Đúng rồi. Không còn nói gì nhiều hơn nữa. Âm nhạc vang lên. Từng thầy cô sẽ nhảy belly dance. Đấy. Tụi con nhìn đi, tụi con nhìn đi. Tụi con thích đội nào? Đó. Từ từ, nhìn bên kia đó kìa. Đó, con thấy không? Sao qua đây. Nhảy mất chết luôn. Bên đây nữa nè, Thầy Đại. Yeah, ok, cảm ơn hai bạn. Còn nói gì nữa? Hai đứa tụi con chọn ai? Nói lớn lên. Bây giờ con chọn về hai cái ghế đó. Hai tụi con lên ghế ngồi đi. Giờ tụi con chọn đội nào lên ghế rồi. Con lên ghế đi, vậy con lên ghế đi. Các con làm thầy buồn quá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cuộc cướp thí sinh thành công. Chúc mừng cho đội Huỳnh Mến và Tố My. Lúc đầu thì thầy Quốc Đại có nói là có sử dụng chiêu trò vậy á mà lại bị mất thí sinh, thầy tiếc không thầy? Chiêu trò là để sử dụng khi vào bài thi thôi. Còn cái này là nó thuộc về cảm tính các bé rồi, các bé thích bên nào là sẽ về. Nhưng mà thật sự có quà lên mới chọn đó. Em không có quà mà. Em có một cái, bên đây có một thùng. Sau một lúc. Bởi vậy mình phải mang lên một xe tải là sân khấu, nhiều khi bé về luôn, hiểu không? Không sao cả, vẫn còn nhiều chiến binh ở phía sau lắm. Ngay bây giờ hãy cùng đến với các tài năng nhí tiếp theo nhé. Dạ, con xin chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. ai bóng mẹ và con đâu, anh bấy ngồi nước mắt chưa trắng, lòng bồi hồi nhớ quê gia chiếc, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi, lòng bồi hồi nhớ quê gia chiếc, nhớ lời mẹ ru chiều đã xa. Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Tôi có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con, thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ, và khi mà mình run á mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiệu cho bé nó hát lại coi, chị thấy coi nó có khác gì không nè. Một bài nào quen quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi okay. Cô kiệu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nước nở dần trắng khoe cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại giận trắng quê cung đàn buông tiếng khóc, nức nở giận trắng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con, ngày hôm nay thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, con hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tảo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn led á chiếu lên cái, ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này, thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chia có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương dễ sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói giỏi. Chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tố My. Kết thúc những phần biểu diễn rất xúc động, sự trở lại của các bé đáng yêu lại một lần nữa làm không khí chương trình trở nên tươi vui, rộn ràng hơn bao giờ hết. Xưa mới vẫn hay thủ lang thang, nhau du khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc bước cơn gió thật là, thôi mày chỉ về bên đồi kia. Nơi mày đến đây thật nên thở, xung quanh núi cao gần bên bờ. Nuôi cái rừng yên đến hiền hòa, làm sao anh gặp anh không rời xa. Thầy, nhưng người thắp bay đã đổi màu, có như lúc bay buông một mình thả cho đứa bên làng gió. Ai hay nước kia buồn xanh xạ sống thấy rằng mình lòng ngậm ngùi. Nuôi có biết đâu đến lúc một ngày là mày muốn được tự do đi xa. Vì ngày xưa núi hiền nên níu trên mây lại đây. Nay mày muốn phiêu du cùng cơn gió kia. Thì mày cũng buồn nhưng núi kia đâu buồn hơn. Mây đi rồi có cây chẳng còn hồn nhiên. Đã đổi màu cao như lúc bay buông một mình thả cho đứa bên làng gió. Ai hay nước kia buồn xanh xạ sống thấy rằng mình lộng ngầm. Nuôi có biết đâu đến lúc một ngày là mày muốn được tự do đi xa. Ngày xưa là lúc mà em học lớp 8 ở trường em á, là em biểu diễn cái bài này với hai người bạn của em ở trong cái lễ tổng kết á. Rồi em cũng nhảy rồi em cũng hát y chang vậy nè. Đúng là các con đã gợi lại ký ức rất nhiều cho những thành viên huấn luyện viên ở đây. Đặc biệt là thầy Đại nghĩ là nhiều nhất chắc là thầy Đại. Bởi vì nhóm The Bell với chú Đại cũng chơi rất là thân. Nên và cái bài Mây và Núi này cũng làm mưa làm gió rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc của mình cái thời gian đó. Các con tạo một cái không khí rất vui tươi, rất hút. Nhưng mà thầy Đại nghe, thầy Đại có cái nhiệm vụ là kỹ hơn ở cái phần hát. Nên thầy Đại chưa được thuyết phục bởi cái cách hòa quyện hát của các con. Từng thành viên thì có bạn hát tốt, có bạn hơi bị không tốt bằng bạn kia một xíu. Nên rồi khi mà hòa quyện vô với nhau á thì nó vẫn còn một cái gì đó hơi lấn cấn. Đã không thuyết phục được thầy Đại, giá như làm tốt hơn nữa hoặc là các con có thêm thời gian nữa thì các con sẽ hoàn thiện hơn. Hai bạn nữ và một bạn nam, nhưng bạn nam bạn hút dễ sợ, hút mà làm mờ hai bạn nữ luôn. Con làm lại cái này. Đó. Thôi, bởi vậy ngày xưa cô Mến hát bài này cũng cỡ như vậy, xong cái cô Mến đi nhảy không ha. Bởi vậy ba đứa bây giờ là phải đi học nhảy với cô Mến. Hiểu chưa? Nói chứ tụi con rất là nhảy, rất là sôi động, nhảy rất là sung, rất là có năng lượng. Khi mà làm cả hội trường đứng lên theo con luôn thì đó là một cái thành công rồi. Xin được cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều và cảm ơn các con nữa, bởi vì là mang lại một không khí rất là sôi động và vui tươi. Và chúc cho tụi con sẽ luôn luôn có thiệt là nhiều điểm 10 trong học tập nè. Sau đó là chúng ta có nhiều cơ hội để tham gia vào nghệ thuật bằng ca hát và diễn xuất nhiều hơn. Rồi, cảm ơn tụi con rất nhiều. Em đi trên có non mong ước đôi bờ đường. cô rất là khen con bởi vì là con dám hát ca khúc này, một ca khúc Nam Bộ rất là khó. Tuy nhiên rằng là con phải có những cái gì đó mà nó phải vượt trội hơn một tí xíu nữa. Con có hát được ca cổ không? Dạ không, mà con hát được Hồ Quảng. Ồ, wow. Một cái màu rất là mới, rất là lạ luôn. Giang hồi trống liên hùng kinh, quân kỳ bay rộn ràng. Đã đến lúc ngăn giặc thu, xin giữ lời thề, hiên ngang sông nước tung đôi cánh chim bằng. Và đội của cô Tố My và Huỳnh Mến đã lựa chọn con. Cô cho con một phiếu nhưng mà con phải cố gắng thật là nhiều hơn ở những vòng sau nha. Con xin kính chào các thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên là Lê Mỹ Duyên, năm nay con được 13 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con thấy thì nãy giờ các em các bạn ai ai cũng ca hát rồi nhảy múa những bài sôi động. Đến phiên con mời mọi người hãy lắng động lại một chút với tiết mục nhảy đương đại dựa trên nền nhạc Rực Rỡ Tháng 5 do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Xin mời mọi người hãy đón xem. Và đó chính là Mỹ Duyên. Chúc mừng con. Vậy thì bây giờ xin mời sự thuyết phục của quý thầy cô dành cho Mỹ Duyên. Tại vì con lớn hơn các em, con cũng biết điều đó ha, cho nên con muốn khẽ tay con một cái. Đây, xuống đây với cô với. Đây, tay đây, khẽ tay chứ không có ôm. Đấy, rồi lên đi. Trời ơi. Tại vì sao? Nhá, cô Mến có lý do của cô Mến nha. Cô bấm ở lúc con làm những cái đoạn Zumba. Đó. Còn những cái đoạn kia cô đang mong đợi hơn. Với một cái body xinh đẹp, dài, rộng như vậy thì động tác của con đối với đương đại nó hơi bị thiếu nhá. Với cả là cô hoàn toàn không thích cái cách biểu diễn của con đang bị hát theo bài hát quá nhiều. Trong khi đó chúng ta phải gửi tình cảm, ánh mắt và ngay cả nhịp thở của mình vào trong cái động tác. Đấy là cái mà mình cần khắc phục. Cô khẽ tay một cái, hy vọng rằng lần sau nếu con đứng trên sân khấu, con khắc phục cái điều này thì con là một người vũ công tuyệt vời. Còn về cô Phạm Lịch thì sao? Cô Phạm Lịch bấm về rất là nhiều lý do. Lý do đầu tiên là cô Lịch mê cô Mỹ Tâm kinh khủng luôn. Mở nhạc lên là cô Lịch thích rồi. Đó là điều thứ nhất. Về điều thứ hai á, giống như cô Mến nói đúng, cái đáng trách của con đó là khi mà lên sân khấu ấy, mình nhảy múa, mình hát nhiều quá, cùng là mọi người sẽ không biết là mình là ca sĩ hay là mình là dancer. Nhưng cô Lịch có thể đỡ được cái con đó là khi mà mình kiểu như là mình phiêu quá, mình say nhạc quá, mình có quyền hát. Cô Lịch cũng thế, có những lúc cô Lịch nhảy một mình trong phòng, cô Lịch cứ vừa hát vừa nhảy điên cuồng luôn. Có nghĩa là mình say nhạc quá, mình say ánh sáng, say cái sân khấu này quá. Cô nghĩ là con sẽ là người giống như giúp cô thỏa cái lòng khi mà đứng trên sân khấu và làm được nhiều thứ vĩ đại hơn những gì đang có. Nên là cô rất hy vọng con sẽ về đội cô Cốt. Đây con, tự tin, duyên dáng. Về đây. Vậy thì bây giờ sẽ là giây phút thuộc về con. Có là cảm ơn hai cô đã tin tưởng và chọn cho con. Nhưng mà con chỉ được về một đội mà thôi. Cho nên con sẽ về đội của... cô Mến à. Yeah. Mến các con, chúc mừng. Chúc mừng cho lớp học Huỳnh Mến và Tố My. Yeah. Con xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang quê em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. ngài thu trời xanh sắc năng, một góc quê hương nghĩa tình sâu lắng để ta nghe dương dân trong lòng. Có thể cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tố My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương về cái điều đó. Cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích. Con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này. Xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thấy ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài giọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài giọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô giọng cổ, thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho chính dây, nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống giọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu thương các cô chú, nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chú Quốc Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Chúng con xin kính chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Con tên là Lê Bảo Thy, còn đây là bạn diễn của con. Con tên là Nguyễn Đức Khôi, năm nay chúng con 8 tuổi, đến từ Đà Nẵng xinh đẹp. Đúng rồi. Và sau đây chúng con xin tặng thầy cô và khán giả một tiết mục cực kỳ đặc biệt, đó chính là tiết mục ảo thuật. Được ăn bánh, được ăn bánh. Cảm ơn cô. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Hay gì ta? Cảm ơn con. Cảm ơn con. Đáng yêu quá, đẹp gái mà. Chà, nóng quá. Nóng thiệt á. Ước gì có cái quạt nhỉ? À, bạn nhắc tới cái quạt mình mới nhớ mình có đem thêm một cái quạt này. Bà ơi. Ủa sao nó bị rách rồi? Mình nhớ sáng nay mình vẫn dùng được mà. Mình quạt cho bạn mặc có thấy mát không? Hứ, cái quạt như vậy, quạt một trắng là cũng chả mát. Rồi, thôi để mình sửa ha. Còn thôi cho mình 1, 2, 3. Yeah. Bạn ơi. Ủa lại rách nữa rồi, mình sẽ làm thêm một lần nữa. Còn thôi cho mình 1, 2, 3. Wow. À, mình nhớ rồi, sinh nhật của mình mẹ có tặng cho mình một cuốn sách đó về các loài chim. Nhưng mà mình cũng chả biết những con chim gì hết đó. Bà gặp đúng người rồi đó, mình là chuyên gia về các loài chim đây này. Được rồi, vậy mình hỏi cậu nha. Ta-da. Rồi. Đây. Con này là con gì vậy con? Đây là con sai đơn chỉ là con vẹt, nhưng cô lại không thích con vẹt. Vậy hả? Vậy con này? Đây là con chim lửa đó, nhưng cô cũng đâu có thích đâu. Vậy con này là con... Đó, con thích chim bồ câu này, con thích nhất trong các loài chim luôn á. Con ước gì nó có ngồi đời thật sao nhỉ? Được rồi, con muốn thì tập sẽ tặng con chim cho con. Cô không tiền. Đời này ăn lúa được, lùn được. 1, 2, 3. Chơi được. Thôi hay là mình cắt con chim đi. Sao vậy? Tại vì mình không có cái lồng, mình để đây mình nó bay mất. Con cầm như mình. Hay là tạm thời cậu bỏ ở đây đi. Sẽ có muốn một con chim ra 2 con chim không? Tất nhiên là có rồi. Một, cô sẽ làm cho xem 1, 2 con chim luôn. Xem đây, 1, 2, 3. Wow, đẹp quá. Ủa mà con chim của Sa đâu rồi? Mất rồi. À, không biết đâu, đèn cho Sa đi. Con chim đó Sa chạy mấy chục vòng trong công viên mới bắt được đó. Dặn cô luôn. Ta đừng có lo, cô sẽ làm cho Sa một con chim khác. Yeah. Sa cầm giùm con cái này nha. Sa đây. Thôi mình không cần con chim này, mình cần một con chim thật. Sa muốn chim thật đúng không? Đúng rồi. Có chim thật. Đợi xíu nha. Wow. Dễ thương quá. Rất là dễ thương. Chúc mừng cho Bảo Thy và Đức Khôi. Trời ơi, hai con làm cho cô chú dưới này là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô yêu hai con quá đi thôi. Mà cô kết nhất là câu mà Đà Nẵng núa được là lồn được á. Cô rất là thích. Và lồn được không mọi người? Rất là dễ thương luôn, chúc mừng hai tụi con. Con ơi, sao mà con mới 8 tuổi mà con làm được điều đó vậy? Trời ơi, thì Đạt nhìn là coi như không chớp mắt luôn. Cái miệng thì Đạt cứ há. Nhưng mà phải bấm thôi, phải chọn thôi, rồi xong rồi về tìm hiểu và xếp tiết mục cho con sẽ hấp dẫn hơn. Những cái đoạn thoại ví dụ quăng chụp sẽ hấp dẫn hơn nữa. Và sẽ thầy Đại sẽ quyết định là sẽ nhờ mấy anh bên đoàn xiếc của thành phố huấn luyện thêm cho con. Chứ bây giờ thầy Đại cũng bó tay rồi, nhưng mà thầy sẽ có những cái mối quan hệ để thầy Đại nhờ hướng dẫn thêm các con. Rồi còn cái kịch bản thì thầy Đại sẽ dựng các con là đối thoại nó sẽ hấp dẫn hơn và lôi cuốn hơn. Nên về đổi với thầy nha. Hai con ơi, hai đồng hương nhí của cô ơi. Lại đồng hương nữa. Thật sự luôn á, Minh Sầu rất là thắc mắc. Mùa 3 này Đà Nẵng hơi nhiều nha. Đà Nẵng hơi nhiều vì Đà Nẵng quá dũa. Quá dũa à. Nhân tờ không mà. Hai con ơi, cho câu hỏi hai con, ngoài cái khả năng ảo thuật ra hai con còn biết hát, biết nhảy múa gì không? Dạ, biết. Yeah. Hai đội đều có chiến thuật cho tụi con hết rồi. Bởi vì là tụi con đã có cơ hội vào vòng trong. Thế thì bây giờ quyền quyết định ngược lại thuộc về tụi con. Xin mời tụi con quyết định lựa chọn của mình. Dạ, tụi con sẽ chọn đội của cô Tố My. Yeah. Xin mời tụi con. Chúc mừng. Đèn em yêu thương. Lời đầu tiên, con xin gửi đến các quý thầy cô, quý vị khán giả lời chúc sức khỏe với lời chào trân trọng nhất. Con tên là Nhật Minh, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây, con xin trình bày một ca khúc rất sôi động của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ca khúc được mang tên Bước Đến Bên Tôi. Trong lòng như cuốn cõi từng lời ngọt ngào mê say khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay. Lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói, và giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy ngại ngùng gì đắm mình tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. Cuốn quay từng lời ngọt ngào mới say khi tôi được cất bài ca nồng nàn tuyệt vời đêm nay. Lắng nghe nhịp tim này, tiếng lòng tôi muốn nói, và giờ đây chẳng thể nào nghĩ gì ngại ngùng gì đã mình tôi. Yeah, đừng vội đi, hãy đến bên tôi này để cho tôi được nhẹ nhàng vút thật xa. 1, 2, 3 tiếng trong vang rộn ràng và khát khao mãi. Những lời ca từ lâu tôi luôn mơ một giấc Con ơi, phong cách của con thầy đại ghiền quá à. Vậy là có rồi. Con biết không, con cho cô cảm giác là nãy giờ con làm cho cô nóng lên luôn, nóng bừng. Không những cô mà cô thấy là tất cả quý vị dưới đây ai cũng nóng bừng lên hết á. Cô rất là giỏi. Dạ, yeah, rất là năng lượng. Cảm ơn ạ. Thật sự là cái thần ở trên sân khấu không phải ai cũng làm được. Đúng rồi. Mà đặc biệt là con còn rất là nhỏ nữa mà con làm được cái điều này, con thu hút được tất cả mọi người, con kiểm soát được sân khấu. Đặc biệt là cái quần con có tuột cách mấy con vẫn kéo lên con hát tiếp. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ áo có bỏ ra ngoài cũng chơi tới bả luôn. Nghệ sĩ quá, nghệ sĩ luôn. Vỗ tay thêm cái nữa. Cảm ơn à. Hay quá con. Bây giờ là giọng hát là chú Đại với cô My là nói rồi. Bây giờ nói về phong cách trình diễn nè. Xin mời cô Huỳnh Mến. Chảy lắm con ơi. Trời ơi, con vừa có nhịp nhàng trong người, con vừa có thái độ và con khuấy động được khán giả nữa. Tức là con làm chủ sân khấu rất là tốt. Lời chào của con không mà làm cô té ngửa rồi. Nói chung là rất là chỉnh chu, đầy đủ và chuyên nghiệp. Con ơi, bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm đây luôn. Trời ơi, ăn dạ luôn sân khấu rồi con ơi. Tôi nằm ở đây luôn, không về đợi tôi nằm đây luôn. Cô nằm dạ đi, đừng chơi con ơi. Cái gì mà mình phải thực tế thế. Cô có cái này cho con. Hả, có quà hả? Có quà. Không sao, nhận quà dẫn về đến đội thầy được. Con sẽ rất là thích. Con thích không con? Con thích món nào? Thích món nào? Chị con thích cô Tố My là hơi mệt nha. Rồi sau một đoàn quân đã tới. Con chọn đi, mất công cô chú lên giật. Con nói đi là thầy Đại nằm xuống liền á. Con tròn tròn giống con. Có em hay có anh, có chị. Cô nói một câu công tâm nhất là con hợp với chú Đại. Cô nói một câu rất công tâm luôn. Hồi nãy bạn kia bạn ấy chọn về đội cô My, cô đồng ý luôn. Cô đồng ý luôn, nên là bây giờ con mà không về đội thầy thì thầy nằm tới cuối buổi luôn á. Con tặng con nè. Sao vậy? Con cứ lấy đi con. Nghi rồi nha, sao tôi cảm giác tôi linh cảm không tốt rồi, tôi linh cảm con thấy rồi. Con có thích chú Quốc Đại không? Dạ con thích. Chết rồi. Tao về quá nhanh, quá nguy hiểm đó. Chưa nói câu sau. Chưa. Còn câu sau nữa mà. Con có thích cô Mến không? Dạ có. Cô sẽ làm cho con nhảy nhiều hơn nãy, nhảy đẹp hơn nãy, có những cái mình nhìn xuống đất. Và đảm bảo quần không được con. Nhưng mà con thích hát phải không? Thì con phải chuyên môn vô hát. Thì thầy nhảy múa thì là hỗ trợ cho con thôi, nhưng mà con vẫn thích hát hơn đúng không? Thì mình phải đi hát đi. Thôi bây giờ đi nha. Con có về đồ ai đi nữa cô cũng tặng cho con vì con hát quá hay. Vỗ tay món quà này. Rồi xin mời con hãy thoải mái lựa chọn. Con thương thầy, con đừng để thầy nằm đây nha con. Con ơi, để cô về tới ghế con hãy. Nha con đừng để thầy nằm đây nha con. Trời ơi, chưa thấy một cái tiết mục nào mà có quá nhiều sự bỏ nhỏ con ơi. Chọn nha, chọn nha. Cho bé về đội thầy Đại đi quý vị. Bởi vậy mới nói bây giờ con là người giá trị lắm. Lời nói của con là vàng là ngọc, là niềm vui hay nỗi buồn của người khác. Con nói đi. Dạ, bởi vì chương trình chỉ cho chọn một cặp thôi, mà hai cặp thì đội nào con cũng thích hết. Nhưng con sẽ chọn đội của... Nghe cô đi, nghe cô đi con. Đội chủ Đại là hợp với con. Con thấy không, khán giả kêu Tố My kìa. Con ơi, để con khỏi gà đang kêu con nè. Tố My nè. Thôi bớt con gà đi. Quý vị ơi, thật sự ra đây được gọi là hiện tượng luôn của thử tài siêu nhí mùa 3. Vậy thì con, thời gian đã hết, con hãy đưa ra quyết định của mình. Dạ, con sẽ chọn đội của... Cô Tố My vào. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Trần Gia Hân, năm nay con 9 tuổi. À, con đố các cô chú một câu nha. Con đố các cô chú hôm nay con thi cái gì? Múa nè, hát nè, kịch nè. Cô Huỳnh Mến ơi, cô có biết con dự thi gì không? Trời cưng quá. Cô Mến đoán á, ok đoán là con sẽ múa ba lê đúng không? Dạ sai, biết. Chú Quốc Đại, chú có biết con diễn gì không? À, chắc chú không biết đâu. Thì bây giờ con diễn nha. Bây giờ chú một con xin được phép bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây đi, con ra con múa cho mẹ xem nha. Thì ra đây chỉ là mơ thôi. Mình ước gì mẹ mình có ở đây, mình sẽ múa cho mẹ xem. Mình nhớ hồi đó mẹ còn biến tóc cho mình nữa. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm. Con nhớ hồi đó con còn mẹ còn hát ru cho con ngủ nữa. Ơ dí dầu cầu giang đóng đinh. Mẹ ơi, chứ cầu tre lắc lẻo. Có phải mẹ về với con không mẹ? Mẹ lên tiếng đó mẹ ơi. Không phải đâu, đó là tiếng gì nằm ru em bé ngủ đó. Mẹ mình chết rồi. Đây bầu trời rộng lớn đâu, có nghe chăng tiếng đêm gọi. Mẹ về này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời. Mẹ xin hiện về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thực hiện tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn. Nhìn cánh đồng xa xa, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con nằm áp trên mái nhà. Và từ bầu trời sát cao, mong ước con yên bình. Mẹ ngồi buồn ở chốn xa, nhớ thương con vẫn mẹ. Và từ bầu trời sát cao, con nhớ mong về mẹ. Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé, con đang đến. Mẹ Và đó chính là Gia Hân. Cha Hân ơi, con có biết rằng là lúc nãy đến giờ cô rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì con không? Cô rất là cảm ơn con đã cho cô một cái tiết mục phải nói rằng là đưa cô qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, và con đã lấy được những giọt nước mắt của cô. Bé 9 tuổi nhưng mà cái vóc dáng rất là gọn, nhẹ như thế này và làm được những cái cảm xúc truyền đi rất là xa. Thì cô hy vọng là con sẽ về đội của cô Mến và cô Tố My để chúng ta có duyên, để chúng ta có thể làm với nhau những cái tiết mục hay hơn như thế này nữa. Con là một cái thí sinh cô nghĩ là đặc biệt nhất từ đầu chương trình đến giờ. Không có giống ai cả. Nhảy cũng có, đúng không? Diễn cũng có, mọi thứ đều đầy đủ. Là cô nãy giờ cô ngồi nhìn con mà cô trời ơi bây giờ làm gì ta? Phải làm gì nếu mà cô này về đội mình á? Sao nhưng mà không, đây không sao là đã có chú Đại. Kiểu của con vừa hát nè, vừa múa nè, vừa diễn kịch nè. Thì thầy Đại nghĩ là thầy Đại sẽ làm được nhiều cho con. Tuy rằng ở cái phần hát của con, giọng con rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, dễ chịu lắm. Nhưng cái phần phát âm của con còn bị lỗi rất là nhiều. Nhưng mà thầy tin thầy sẽ làm được cho con. Còn cái sự trong trẻo hồn nhiên ở trong giọng ca thì cái đó là về cái bản năng rồi. Nên thầy thì thầy rất là mong con về với đội của thầy để thầy có thể khai thác nhiều hơn, để con sẽ tìm được trong chính con người con cái điều gì con sẽ thật sự thích nhất để con có thể làm một cách tốt nhất. Cảm ơn thầy. Xin được cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Và bây giờ con gái thân mến, con phải đưa ra quyết định của mình. Con rất là vui khi được các cô chú chọn con, nhưng mà con rất là buồn khi chọn được một lớp, nên con sẽ chọn về đội của chú Quốc Đại. Xin mời con gái, chúc mừng con. Quá vui luôn mà. Đội của thầy Quốc Đại và Phạm Lịch đang ăn mừng rất là nhiều và chia sẻ niềm vui này cùng với đội còn lại. Chúc mừng Gia Hân. Ngay bây giờ hãy cùng đến với các tài năng nhí tiếp theo nhé. Dạ, con xin chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Con kính chào 4 huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng nữa, nghe được biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ hiện ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và 4 huấn luyện viên cùng lắng nghe. Bậc còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên, cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Và đó chính là rocker Phương Trinh. Phút cuối bấm chưa vậy? Không bấm luôn. Người ta hạ chốt cao như vậy mà chẳng lẽ có một người bấm. Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con, nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi, chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô Mến à, thấy rồi nha, cô thấy hành động đó khuyên đó. Con rằng là thôi con nên về đội chú đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok con cứ chọn chú đại ơi. Đại, ủa sao đổi đội luôn rồi? Lửa quá trời lửa luôn. Con thích lửa lắm. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang, bởi vì là cái tình đồng hương á nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác, con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi. Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà áp chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi thầy chưa có sử dụng. Đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Muôn mùa trước á tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của ba Đại đi con. Giơ tay cho Quốc Dương, quán quân của mùa thứ hai. Rồi con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi nè. Nhìn vô ánh mắt của Phương Trinh mà nói chuyện đỏ mặt rồi kìa, thấy người ta đẹp quá rồi đứng rồi run mà không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi. Cái tay gì què què vậy? Con mạnh mẽ lên con, bỏ vô túi đi. Rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi hãy về đội ba Đại đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đáng yêu quá là phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em ơi. Nghe nào, nghe lại em ơi, ngọt dễ sợ. Nói câu em hay đi con. Con rất là thích. Duyên quá. Để cho hai đứa nhỏ nó tâm sự. Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây giờ Quốc Dương mà không thuyết phục bạn này á, dài nói nhiều là cô mới lên cô mới giành á. Em ơi về đội của ba Đại thì em sẽ gặp được anh. Tôi xác nhận đây là ác chủ bài thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt ác chủ bài qua về dưới. Đội của ba Đại thì em sẽ được quán quân với anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung vô ngày hôm nay. Con nhận được 2 sự lựa chọn đến từ 2 lớp học, cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn 2 đội ạ. Dạ con về với cô Phạm Lịch và chú Quốc Đại. Về đi con. Chúc ôm có ôm cái không nhỉ? Có ôm cái không? Nắm tay bạn về ba Đại nha. Quốc Dương ơi là Quốc Dương. Thầy Đại ơi, át chủ bài xuất sắc thì không còn biết gì nữa đây. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi ở thí sinh tiếp theo. Xin mời. Con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Bảo Hưng, con đến từ Bắc Giang. Sau đây con xin trình bày bài hát Độc Huyền Cầm. Wow. Wow. Con với phần thể hiện của mình, con đã được sự lựa chọn của cả hai lớp học luôn. Cô Mến muốn được làm vũ công cho con quá à. Buồn ghê, hôm nay bộ đồ nó không có hợp. Không là nãy cô Mến bay lên, cô Mến múa cho con rồi. Thiệt luôn. Con ơi đừng có tin cô Mến. Bạn nào cô Mến cũng nói thế, đừng có tin. Khác chứ con, mỗi bạn mỗi khác chứ con. Con cho câu hỏi là ngoài hát được thể loại dân ca đương đại thì con có hát được những thể loại khác không? Dạ là con biết hát quan họ và nhảy súp phơ đen. Rồi trúng nữa rồi. Anh Minh Sù ơi, em bị tuột mấy bé qua tay anh Đại. Hồi nào giờ mấy bé coi tivi thì thấy em hát, tưởng đâu là em hát bolero thôi. Tại vì em không có thể hiện cho nên các bé không biết. Nghĩa là chú Đại mới hát được dòng nhạc dân ca. Cô My thể hiện dân gian đương đại đi. Yeah, yeah. Con ơi, sẵn sàng luôn. Bây giờ nè luôn My, cô hát thử một câu nha. Con thấy hay thì con về đội của cô nha. Cô sẽ huấn luyện cho con hay hơn nữa. Nha. Mênh mang mang phù vân yên tử, vì vi phu phu chúc lâm thiên tử, hồn thực nỗi lòng ai kẻ tình si. Tràn mi tìm người cho mộng. Đây người trong mộng của con đây. nói không chiêu trò chiến thuật gì hết. Đây là chiêu trò chứ còn gì nữa. Cô cảm thấy được cái chất trong giọng của con, nó rất là chất. Và con về đội của cô thì cô sẽ làm cho con nổi bật hơn và tôn cái chất đó lên hơn. Con thì Đại cứ chờ xem con sẽ ma mị hơn trong vòng tiếp theo nhá. Tố My sẽ làm cho con ma mị hơn. Ủa chưa chắc mà. Chưa chắc nhiều khi con về đội thầy Đại mà. Bây giờ con nhắc cho thầy hai cái câu cuối đi. Ta với My hai kẻ là một, đúng không? Ta với My hai kẻ là một, độc quyền cầm ơi có vui đâu bao giờ. Con có thể hát chậm không theo nhịp không? Ta với My hai kẻ là một, độc quyền cầm ơi có vui đâu bao giờ. Ta với My hai kẻ là một, độc huyền cầm có vui đâu bao giờ. Anh Đại ơi, cái đó là mình phiêu. Anh không thể bắt bé làm như vậy được, tại vì cái đây là anh đang phiêu. Còn á, tôi bé hát á là nó theo nhịp như vậy sao mà. Tại vì đây là sự thuyết phục của thầy Đại. Sao được, đúng không? Anh đã nói là con hát tự do không theo nhịp. Thầy Đại chỉ đang rất cần con ở một cái sự ma mị này. Và thầy Đại sẽ hướng dẫn con một cách ma mị thêm nữa. Càng ngày tiết mục của con càng hấp dẫn nếu con về đội thầy Đại. Đội của thầy Quốc Đại á, có quá nhiều nhân tố dân ca con thấy không? Còn đội của cô đang rất là thiếu, và đặc biệt là cái màu của con nữa. Nên là con mà về đội của cô á là con là gà cưng. Cô ơi, cô nói vậy là mấy bạn kia giận đúng đó. Rồi. Để tính công bằng là Tố My phải về vị trí phía đúng dưới rồi. Để cho bé đỡ hơn sự áp lực, sự lựa chọn của mình. Thôi về đi em ơi. Con quên đi nãy giờ những gì mà mọi người nói đi. Bây giờ con suy nghĩ lại từ đầu đi. Con chọn về đợi cô với cô My nha. Hồi nãy giờ con hát rất là tốt, đúng chưa? Con đã nhận được 2 sự lựa chọn. Con được khán giả ở đây yêu thương. Bây giờ chính con phải biết con cần cái gì, con muốn về đội của ai. Suy nghĩ. Con sẽ chọn đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Mời con về đội chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Con ơi, con đã làm trái tim của con tan vỡ. Trời xanh những cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi, nhưng đừng có tim hạnh phúc. Những mái nhà mái Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta thấy xuân sáng người. Sài Gòn vẫn xa, Sài Gòn vẫn đến tương lai dạng người. Những mái nhà mái Sài Gòn dấu yêu, hoa vẫn đã đang tươi khắp trời. Nào bạn thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên Bắc Sài Gòn. Và đó chính là Nguyễn Hồng Minh Trí. Woo! Trí là bên đội bên ngủ Dị Hương rồi phải không? Dạ không, bên đây à. Bên này hả? Tại sao mà Mai ngủ sắc mà lại nhìn qua bên này? Sao vậy con? Cái lúc mà con diễn á, sao con nhìn qua bên đây không vậy? Có khi nào do hối hận con bị không có như cái gì á mà con đã nhìn qua bên đó đó, nghĩa là con tôi đố ai hiểu thằng nhỏ nói cái gì luôn á. Em ráng khai thác, em ráng hiểu đây nè. Vậy tóm gọn lại là con thấy cô My đẹp quá hay con nhìn hay sao? Đúng vậy. Trí ơi, lần sau mà con hát con thấy con người con mệt, con nhìn xuống cô Hương nha. Cô Hương cũng đẹp sắp bằng cô My á. Nhìn xuống cô là con đột quỵ luôn á. Nhìn cô Hương hát có hay hơn không? Hỏi làm chi? Con nít á, thật thà dễ sợ. Mặc dù cô Hương đau lòng lắm, nhưng mà cô Hương vẫn thích con. Con có biết không, là con bằng cái giò của cái anh vũ công mà. Ông ra đúng nhịp, cạch cạch cạch, ông đưa cái mi. Cô Việt Hương sợ con hát câu đó một cái là nó trật nhịp, con hiểu không? Cái con chọt tay qua cái sợi dây đàn, con chụp cái micro xong con đợi đúng nhịp con vô. Cô Hương xỉu luôn, tôi không dám nói gì thêm. Vỗ tay, cảm ơn giám khảo Việt Hương. Còn chị Đoan Trang thì sao? Con nhớ bài, nhớ từ những cái động tác, những cái tổ hợp. Mà bài thì cũng rất là dài, nhiều phân đoạn khác nhau. Con rất chủ động, con đang động tác tới đúng cái nhịp đó, con bỏ cái micro vô để con hát cái đoạn đầu. Nhịp nhàng rất là đàng hoàng như ca sĩ chuyên nghiệp. Và thêm một cái nữa, bài này rock rất là khó đúng không? Con hát có những lúc lên xuống này kia, cũng có những nốt bị tuột. Nhưng mà cái chỗ rock Sài Gòn mà chỗ cuối cùng á, lên khoảng 8 cao là lên đúng chính xác cái nốt luôn. Rất là tốt, chúc mừng con. Ban đầu con bước ra đó, chú Nghĩa cảm giác là con đang sợ. Rồi con hát mà con giáo giác con dòm. Cô Hương hỏi ủa nó dòm cái gì vậy? Cái chú Nghĩa mới quay qua nói với cô Hương chắc nó tìm mẹ nó đó. Nhưng mà khi con hát vô nhạc, vô nhịp nhảy rồi á, con tự tin vô cùng luôn. Cái mặt lạnh không thèm biểu cảm hết trơn, mà được cái là cái mỏ con nó nhọn. Trời ơi, trời ơi, thấy cưng thằng nhỏ. Rồi khi mà con đeo cái đàn vô là cái gương mặt con thay đổi hoàn toàn luôn. Cái mặt người ta làm đẹp mà sao cái mặt em kỳ vậy Nghĩa? Không, mình minh họa lại đi. Mình minh họa lại, mình phải đồ đậm lên. Đồ đậm lên cho giả. Biết con nghe thiệt. Và chú Nghĩa Biệt thật sự phấn khích với con ha. Còn cái phần mà hát đó đúng là con hát quá chắc, cho nên là với chú phần mở màn này của con rất thuyết phục. Chúc mừng. Xin được cảm ơn ba giám khảo rất nhiều và chúc mừng con Minh Trí. Và bây giờ mọi người thân mến, kết quả chưa có đâu. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón thí sinh tiếp theo.